Bảo Trân mến chào quý vị đang theo dõi chương trình Mẹo Hay Cho Bạn, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11:50 từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên kênh VTV9. Chương trình sẽ gửi đến quý vị những mẹo hay, đơn giản và hữu ích. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, thỉnh thoảng trong lúc trang điểm, thử đồ, các vết son, phấn rất dễ dính trên quần áo. Để khắc phục tình trạng này, chương trình Mẹo Hay Cho Bạn ngày hôm nay sẽ mách cho quý vị cách tẩy vết trang điểm trên quần áo một cách nhanh chóng. Cô gái xuất hiện thật là rạng rỡ với gương mặt trang điểm kỹ và đôi giày cao gót thật khiêu. Đoán xem ai sẽ là nữ hoàng của đêm nay nào? Quay một vòng đi nào! Một vòng nữa và một vòng nữa nhé! Không, lớp trang điểm đã in hết lên chiếc áo trắng tinh rồi. Làm sao dự đám cưới bây giờ? Bình tĩnh nào, sẽ có cách, đừng lo. Tẩy vết mỹ phẩm trên quần áo. Chiếc áo màu trắng xinh đẹp khi bị dính mỹ phẩm thì thật khó chịu. Đầu tiên, mình sẽ xử lý hết vết son này trước nhé. Bước 1, dùng nước tẩy trang. Nước tẩy trang có thể làm vết bẩn lem ra và khó tẩy hơn. Vì vậy, bạn nên chà thử một góc nhỏ. Trước khi chà trực tiếp toàn bộ vết bẩn, sau khi đã thử, nếu khăn có thể tẩy vết bẩn mỹ phẩm trên quần áo. Bạn nên tiến hành chùi nhẹ nhàng theo vòng xoắn ốc từ ngoài rìa vết bẩn vào trong. Như vậy, có thể giảm diện tích vết bẩn mà không lây sang các vùng vải khác. Vết son đã phần nào dính vào bông tẩy trang rồi nè. Bước 2. Dùng nước rửa chén. Bạn hãy làm ẩm vết bẩn với một ít nước. Lưu ý không dùng nước nóng vì vết bẩn có thể dính vào vải chặt hơn, khiến bạn khó tẩy chúng. Tiếp theo, xoa trực tiếp một lượng nhỏ rửa chén lên bề mặt vết mỹ phẩm. Nên chọn loại nước rửa chén có công dụng tẩy rửa mạnh. Thoa tạo bọt từ trong ra ngoài theo vòng xoắn ốc cho đến khi phủ được toàn bộ vết mỹ phẩm. Tiếp tục dùng bông tẩy trang để lau sạch vết nước rửa chén nhé. Bước 3. Dùng nước đá. Cuối cùng, bạn hãy dùng nước đá xoa lên vết mỹ phẩm còn lại. Rồi dùng bông tẩy trang thấm cho khô. Làm tương tự với các vết bẩn còn lại là bạn đã có ngay chiếc áo trắng tinh như mới rồi. Ngắm nghía một tí xem nào. Duyên, cùng đi dự tiệc thôi. Với các mẹo trên, hy vọng những vết mỹ phẩm trên quần áo của quý vị sẽ bị đánh bay hoàn toàn. Quý vị thân mến, rau câu là món ăn mát lạnh, có hương vị và màu sắc hấp dẫn, không thể thiếu trong mùa hè. Tuy nhiên, nhiều người lại lo lắng rằng các chất tạo màu không an toàn cho sức khỏe. Đừng lo, vì ngày hôm nay, chương trình Mẹo Hay Cho Bạn sẽ giới thiệu đến quý vị các cách tạo màu cho rau câu. Mùa hè nóng nực mà ăn rau câu là hết sảy con bà Bảy luôn. Cơ mà nếu chỉ ăn thôi thì buồn chán lắm. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm rau câu vô cùng màu mè. À không, cách làm rau câu vô cùng màu sắc nhé. Đây là những món rau củ mình tìm thấy ngoài vườn sáng nay. Làm màu thực phẩm từ rau củ tuy mất thời gian một chút nhưng rất an toàn và dinh dưỡng luôn. Đầu tiên, mình sẽ sơ chế các nguyên liệu. Lá dứa cắt bỏ gốc, ngọn rồi phân thành những đoạn ngắn. Cà rốt gọt vỏ, cắt lát rồi cắt sợi.
Bắp cải tím mình cũng cắt sợi nhé. Củ dền thì bỏ vỏ và cắt lát nhỏ luôn nè. Bước 2, mình sẽ chiết xuất màu từ rau củ nha. Với lá dứa và cà rốt, các bạn hãy cho vào máy xay sinh tố cùng với một chút nước. Ba la, màu xanh lá và màu cam đã hiện ra rồi. Còn với bắp cải và củ dền, mình sẽ đem luộc đến khi nước sôi. Không cần luộc quá kỹ đâu, sẽ mất chất dinh dưỡng á. Giờ thì chúng ta đã có thêm màu đỏ và màu tím vô cùng xinh đẹp. Cùng bắt tay vào nấu rau câu thôi. Tiếp theo, bỏ bột rau câu rồi bỏ đường tùy sở thích. Mình thích ngọt nên bỏ hết hũ đường luôn nè. Một mẹo nhỏ để có nồi rau câu thơm ngon là các bạn hãy buộc một bó lá dứa và bỏ vào nồi nấu chung nhé. Các bạn hãy đông nước vào nồi theo hướng dẫn. Ai thích ăn mềm thì bỏ nhiều nước, ai thích ăn giòn thì ít nước nha. Wow! Trong quá trình nấu, hãy khuấy đều tay để rau câu tan đều và không bị khét dưới đáy nồi. Sau khi rau câu chín, từ từ đổ vào các ly màu có sẵn. Lúc nãy mình vừa lấy thêm sữa để có ly màu trắng nè. Bây giờ thì các bạn hãy chọn những cái khuôn thật đáng yêu, bánh bèo và đổ rau câu vào thôi nào. Để rau câu vào tủ lạnh và chờ đợi kết quả nhé. Tèn tèn tèn, rau câu thơm ngon đến rồi đây. Ai có thể từ chối một món ăn vừa mát lạnh vừa bổ dưỡng trong mùa hè này chứ? Bạn hãy thử ngay nha. Hy vọng với mẹo trên, quý vị có thể tự tin hơn khi chế biến rau câu cho cả gia đình. Ngoài ra, tùy theo hương vị và sở thích, quý vị có thể biến tấu rau câu theo nhiều cách khác nhau. Với chương trình Mẹo hay cho bạn của ngày hôm nay, hy vọng đã mang đến cho quý vị một cẩm nang bổ ích. Và đừng bỏ lỡ những mẹo hay tiếp theo của chương trình được phát sóng vào lúc 11:50 từ thứ Hai đến thứ Tư hàng tuần trên kênh VTV9. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!